hãy luôn tuân giữ mọi điều dân của Người và luôn trung tín làm theo thánh ý Chúa, tuân theo ý Chúa vì trẻ khôn ngoan của Người thật lớn lao, Người thật quý xuống cùng thông biết dương đau. Thiên Chúa tôi có anh em đã nghe luật dạy Người xưa rằng ai đã giết Người bị kết án công bằng, nhưng đây Thầy dạy luật tuân giữ rằng duyên nghĩa gia đình đừng ai sống ngoài tình, nhưng đây Thầy dạy luật tuân giữ từ nay ai lòng xa ngã cũng đã mang thêm tội. Hãy luôn tuân giữ điều dân của Người và luôn trung tín làm theo thánh ý Chúa, tuân theo ý Chúa vì trẻ khôn ngoan của Người thật lớn lao, Người thật quý xuống cùng thông biết dương đau. Dân của Người và luôn trung tín làm theo thánh ý Chúa, tuân theo ý Chúa vì trẻ khôn ngoan của Người thật lớn lao, Người thật quý xuống cùng thông biết dương đau.